xin chào mọi người. Theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 12 năm 2021 về việc Cục Phó Hàng không chuẩn bị mở lại 9 đường bay quốc tế, Việt Nam sẽ mở lại đường bay quốc tế thường lệ theo 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 kết nối với 9 thị trường và giai đoạn 2 nâng lên 15, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết như trên tại tọa đàm về giải pháp mở lại các đường bay quốc tế. Sáng 16 tháng 12, theo ông, vừa qua ngành hàng không đã 3 lần xây dựng các kịch bản mở đường bay quốc tế để đàm phán với đối tác. Trên cơ sở chính sách nhập cảnh kiểm soát y tế tại Việt Nam, theo kịch bản mới nhất, giai đoạn 1 Việt Nam sẽ mở 9 đường bay quốc tế với điểm đến là những thị trường truyền thống của các hãng hàng không Việt Nam cũng như của các hãng sở tại. Cụ thể 9 đường bay giữa Việt Nam: Bắc Kinh, Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Viêng Chăn, Phnom Penh, San Francisco, Los Angeles. Qua việc mở đường bay kích thích nhu cầu đi lại của người dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên tới Việt Nam một cách bình thường thay vì phải di chuyển trung chuyển qua các địa bàn khác. Đồng thời, đây cũng là lộ trình từng bước mở lại đường bay, tránh gây tâm lý lo sợ trong dư luận về dịch bệnh. Để người dân có thể yên tâm, mở cửa lại là an toàn và bền vững, giai đoạn 2 thực hiện từ khi kết thúc giai đoạn 1. Ngoài 9 thị trường nêu trên, ngành giao thông đề xuất mở thêm các đường bay đi đến Kuala Lumpur, Hong Kong, Paris, Frankfurt, Sydney và Moscow. Sau đó các cơ quan sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện để mở lại bình thường như thời điểm trước dịch. Ông Cường nói, cho hay Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tần suất bay lớn hơn những lần trước theo hiệu quả của việc kiểm soát dịch. Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính sẽ thuộc nhóm ưu tiên đi máy bay. Đây cũng là định hướng tạo điều kiện cho người Việt có nhu cầu về nước thăm thân dịp cuối năm. Ông Cường đánh giá, hiện 98% người dân trong nước được tiêm vaccine mũi 1, người tiêm đủ 2 mũi tỷ lệ cũng rất cao. Mở đường bay sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, từng bước khôi phục cuộc sống bình thường. Ngoài ra, thời gian qua các hãng bay đã dày dạn kinh nghiệm khi bay giải cứu. Trong đó, có những chuyến cứu hộ người Việt ở châu Phi với toàn bộ người được đón về đều mắc COVID-19. Nhưng các thành viên tổ bay không ai bị lây nhiễm. Về phương án kiểm soát dịch với người nhập cảnh, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cho biết Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo, xin ý kiến về hướng dẫn phòng chống dịch đối với người nhập cảnh. Dự kiến hôm nay, 16 tháng 12, Bộ Y tế sẽ phê duyệt quy định này. Dự thảo quy định nêu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày, không được tiếp xúc với người khác, xét nghiệm một lần vào ngày thứ 3. Người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Người dưới 18 tuổi và từ 65 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền được cách ly cùng người chăm sóc. Điều kiện là người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc từng là F0 khỏi bệnh tại tọa đàm. Các hãng hàng không đều cho biết sẵn sàng tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng từ rất sớm chuẩn bị quy trình khai thác trở lại an toàn, chuẩn bị đối tác cung ứng dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú và lên các chương trình cụ thể khi mở lại thị trường. Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng ban kế hoạch phát triển Vietnam Airlines, đề nghị kiểm soát dịch bệnh với hành khách theo các thị trường khác nhau. Vì nguy cơ dịch bệnh khác nhau, các quy định cần rõ ràng, dễ hiểu. Ông Trung nói, đề nghị bỏ quy định xét duyệt cho từng chuyến bay, từng hành khách. Như hiện nay, khách có visa, hộ chiếu hợp lệ là được bay. Ông Hoàng Ngọc Thạch, giám đốc thương mại Bamboo Airways cho rằng nhu cầu đi lại của người Việt Nam trên thế giới rất cao. Hiện hãng đã có được các slot bay đến sân bay lớn ở Mỹ, Pháp mà bình thường rất khó tiếp cận. Hãng cũng đã mua máy bay thân rộng, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng bay quốc tế khi chính phủ cho phép. Giám đốc Vietjet miền Bắc Dương Hoài Nam nhận định giai đoạn vừa qua như thời gian nén lại của hoạt động hàng không, chờ đến lúc để bật lên mạnh mẽ hơn, người dân khắp nơi đều rất mong đợi được di chuyển bình thường trở lại. Ông Nam nói, đầu tháng 12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam chậm nhất trước 15 tháng 12 trên tinh thần tương tự như đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước. Người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian nhất định, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Hiện nay, người nhập cảnh vào Việt Nam vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi sức khỏe 7 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Chính phủ mới đây đã đồng ý kế hoạch khôi phục chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2022, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.